Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phải có khát vọng trở lại là tập đoàn kinh tế hùng mạnh hàng đầu và giữ vai trò là động lực cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia phải gặp nhiều khó khăn ở quốc tế, trong nước và cả trong nội bộ ngành, nhưng tập đoàn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả các chỉ tiêu về gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Thủ tướng cho rằng, thành công này của tập đoàn có được là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo tập đoàn, trong đó có cả những cán bộ mới được luân chuyển, bổ nhiệm sau khi sắp xếp lại bộ máy. Tất cả đã có quyết tâm, không ngại gian khổ, vượt qua thời kỳ khó khăn nhất để duy trì sự phát triển của tập đoàn. Thủ tướng cũng nhắc lại quan điểm đã từng khẳng định trong nhiều lần làm việc với tập đoàn, đó là càng trong khó khăn thì càng phải vững vàng bản lĩnh. Chúng ta không được thành kiến các sai phạm, không dạo đổ bìm leo, khuyết điểm đã qua mà còn phải quyết chí, quyết tâm vượt qua thách thức khó khăn, vấp nhưng không ngã. Chúng ta phải có quyết tâm thực hiện tiếp tục của chủ trương vấp rồi đứng lên tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Đó là yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các đồng chí, của tập thể lãnh đạo các đồng chí. Chúng ta hãy có một khát vọng, một tương lai hùng cường trở lại với ngành dầu khí Việt Nam. Và ngành dầu khí Việt Nam sau bước thăng trầm, tôi yêu cầu phải trở lại là động lực phát triển. Và tôi đề nghị các đồng chí hãy khát vọng tái khẳng định mạnh mẽ vị trí, vai trò, tiếp tục phải là tập đoàn dầu khí, tập đoàn kinh tế hùng mạnh hàng đầu của đất nước, sánh vai với các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Có câu rất nổi tiếng, thời gian không nghiền nát niềm tin. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, việc ngành dầu khí đặt chỉ tiêu cho năm 2019 thấp hơn so với mức mà năm 2018 đã đạt được là điều cần phải xem xét lại. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu tập đoàn phải tính toán lại các chỉ tiêu sản lượng dầu khí, sản lượng đạm và các sản phẩm khác của ngành để làm sao đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế của cả nước. Cùng với đó là phải tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí để duy trì sản lượng và gia tăng trữ lượng dầu khí, phát triển mạnh công nghiệp khí, dịch vụ dầu khí. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặc biệt lưu ý, ngành phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án khí Lô Bê Ô Môn và Cá Voi Xanh, bởi sau khi hoàn thành, hai dự án này sẽ trở thành động lực để giúp các địa phương phát triển các ngành công nghiệp và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Nếu như chu kỳ dự án Cá Voi Xanh, chu kỳ dự án khí Lô Bê mà làm hoàn thành các nhà máy điện vân vân kèm theo đấy thì đóng ngân sách bao nhiêu? Mỗi chu kỳ dự án này 18 tỷ đô la một dự án. Hai dự án này đóng góp 36 tỷ đô la trong chu kỳ dự án. Lớn như vậy, câu người ta hay nói đó là nước xa không cứu được lửa gần. Đồng chí Nguyễn Văn Linh còn nói hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Cho nên các đồng chí ở đây phải tập trung thảo luận, tìm biện pháp quyết liệt hơn, quyết tâm cao hơn, ý chí và khoa học công nghệ mạnh mẽ hơn. Làm sao một cái tinh thần, cái khó thì lót cái khôn ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đối với việc xử lý một số dự án tồn tại như nhiệt điện Thái Bình 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết sẽ trực tiếp chỉ đạo để giải quyết khó khăn cho dự án, chứ không để một khối tài sản của nhà nước đắp chiếu một chỗ. Thủ tướng cũng không cho phép tập đoàn có thêm dự án hay đơn vị thành viên nào rơi vào tình trạng khó khăn. Cùng với đó, những cán bộ lãnh đạo của tập đoàn, người giữ trọng trách càng cao thì càng phải phát huy vai trò nêu gương, không được chi tiêu bất hợp lý, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, uy tín của tập đoàn. Trong năm 2018, lượng dầu thô mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác đạt gần 14 triệu tấn, vượt hơn 700.000 tấn so với kế hoạch mà chính phủ giao. Tổng doanh thu đạt gần 630.000 tỷ, vượt gần 100.000 tỷ so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 121.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tập đoàn đã cổ phần hóa thành công 3 đơn vị và thu về thặng dư hơn 7.000 tỷ đồng cho nhà nước. Hiện tập đoàn cũng đang tập trung xử lý 5 dự án yếu kém, trong đó nhà máy sơ sợi Đình Vũ đã có 6 dây chuyền hoạt động trở lại. Các dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, sông Hậu 1 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.